cần thiết kế meal plan và workout plan 10 tuần giúp thay đổi hình thể phải không? Hãy nhắn tin ngay cho mình trên Facebook Hana Giang Anh. Hiện tại thì Hana đang nhận thiết kế meal plan và workout plan, vừa có chế độ tập tại nhà, vừa có chế độ tập tại phòng gym. Bạn sẽ có các link video để tập theo như thế này và Hana sẽ thiết kế cá nhân để phù hợp với mục tiêu của từng bạn. Ngoài ra còn có chế độ ăn trong vòng 4 tuần và lặp lại trong 8 tuần, thực đơn cực kỳ dễ mua. Hãy liên hệ và inbox cho mình nha. Chào mừng mọi người đến với tuần 3, ngày 4 và ngày hôm nay chúng ta sẽ tập cardio. Và hôm nay chúng ta sẽ đổi mood hoàn toàn luôn, là chúng ta sẽ tập cardio theo nhạc. Và bài ngày hôm nay sẽ là bài aerobic lift, nhẹ nhàng, vui vẻ, đốt nhiều calo, tổng thời gian tập 30 phút. Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, let's go! Đầu tiên, hai tay mở rộng, hít vào, mở căng lồng ngực, đưa tay lên trời và thở ra cuộn người xuống. Mở rộng tay, đầu gối bên phải chùm và lên, hai chân mở rộng hơn vai, gối bên trái chùm và lên, lặp lại, xuống hít, lên thở, tiếp tục, xuống hít, lên thở, trụm chân vào, bicep, bước chân phải, trái, trụm và đổi bên, 1, 2, 3, 4, bước chân theo mình, bicep, chân phải, trái, thu về, trái, phải, thu về, phải, trái, thu về, kết hợp đưa tay sang ngang, 1, 2, trùng gối ngồi xuống sâu hơn nhá, 1, 2, 3, 4, trái, phải. Đúng rồi, siết chặt cơ bụng lại để giữ người vững chãi. Và chạy về phía trước, chạy. Bầm, 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 bầm. Bước chân sang phải, đưa tay lên. Và lùi xuống nào, go. Tan, 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 tan. Tay lên, lên. Vỗ tay trên đầu, tiến lên nào. Tan, 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 tan. 4, 3, 2, 1, lùi, nắm chắc tay, 4, 3, 2, hai chân mở rộng sai lăng, quay trở lại, đầu gối trùng qua phải, và lên để mông về sau, xuống hít, lên thở, lưng thẳng, tốt, một lần nữa, mông về sau, V-step, phải, trái, trụm, đổi chân, bước chân thoải mái, tan tan, cười tươi lên tí. Tập này mà còn mếu được nữa là chịu luôn. Ví dụ tập cơ mình mếu thì không nói gì, kết hợp tay, ngồi xuống sâu hơn, squat low, squat xuống, đưa tay sang ngang, rồi thu tay về hông, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tiếp tục, tiếp tục. Tan 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 tan, 4 lần nữa, 3 lần nữa, 2 lần nữa, chuẩn bị chạy về phía trước, gót chân đập vào mông, bước qua bên phải, tay vỗ, lùi về, chạy, tay đầu bấm, tan 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 tan, lên nào, hey, 2 3 tay, tiếp tục, ta 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 ta, và chạy tại chỗ nào, chạy tại chỗ, yes, chúng ta cùng chờ sang bài tiếp theo, tiếp tục chạy, chạy nhanh hơn, nhanh hơn, bắt theo nhịp nhạc, 1 2 1 2 1 2 1 2, gót chân đập vào mông, rồi co gối bên trái, 4 lần nhảy sang bên phải, đổi bên, go, 4 3, 2, nhảy xa lên, xa, 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 co đầu gối cao lên, 4, 3, 2, ơ sao em nhảy ngắn đấy, tại sao không ai nhảy xa cơ mà, và tiếp, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, thêm tay gập tay lên, 4, 3, 2, 1, đổi bên tay trái chân phải, 4, 3, 2, 1, co đầu gối lên và chạy tại chỗ, chạy tại chỗ, chạy bước chân nhỏ, tan 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 tan, gót chân đập vào mông, chạy cao hơn nào, tim bắt đầu đập nhanh dần lên, nhạc bài này nhịp rất là nhanh, 170 mấy lần. Tiếp tục chạy,
vòng tròn nắm tay. Nhanh 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 nhanh. Cho nó vui. Rồi quay trở lại nhá, chuẩn bị co gối này. À, nhảy dây tại chỗ này. 1 2 1 2 1 2. Phải trái phải trái. 1 2 1 2. Co gối trái, khỉu tay phải. Đổi bên. 4 3 2 1. Change. Change. Tiếp tục luôn. Nữa. Tan. 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 Nhảy dây nhảy dây. Phải trái phải trái. Từ bên này sang bên kia. Siết bụng. Siết bụng. Bầm 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 bầm. Nữa nha. Hết đoạn nhạc này luôn. 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi. Chạy tại chỗ nào. Gót chân đập vào mông. Nếu bạn có bạn bè thì nắm tay. Nắm tay cho đỡ mệt. Xoay 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 xoay. À. Đột tóc à, đổi bên. Chạy cái gót chân cao lên cơ. Đổi bên, đổi bên. Rồi, đi về. Hết bài. Rồi. Mình cùng đến với bài số 3. Mọi người cảm thấy nào rồi? Bài vừa rồi nhịp tim tăng cao ha. Chúng ta đổi qua một bài chậm hơn nhá. Hai bước sang bên phải. 1 2 3 4. Nhịp tim chúng ta sẽ chậm lại một chút. Nhịp tim sẽ theo nhịp nhạc. Nhạc nhanh thì tim nhanh. 1 2 3 4. Rồi bước sang. Bước sang. Kết hợp tay. Chấm chân về sau. Đấm tay nào. Đấm tay đấm tay. Tốt, co gối bên phải. Gối lên, gối trái. Gối phải, gối trái. Nhảy lên, nhảy lên. Tan 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 tan. Tay lên. Đẩy tay. Vỗ ở dưới. 4, 3, 2, 1. Đẩy lên. 4, 3, 2, 1. Tay vỗ. Tiếp tục luôn. Go. Bấm 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 bấm. Tiếp. Tan 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 tan. 4 3 2. Hai bước sang phải nào. Và sang trái theo nhịp nhạc. 2 step. Tay nắm chắc này. Và mình gồng siết phần vai, ngực để cơ thể của mình vững chãi. Và chấm chân về sau. Vòng tay ở dưới. 1 2 1 2. Duỗi thẳng tay ra nhá. Khi mình khép tay lại và mình duỗi thẳng tay ra. Đó, đẩy tay sang ngang. Đấm. Chân chấm về phía đằng sau. Thẳng tay ra nào. Co gối lên. Gối đầu. Gối phải. Gối trái. Theo nhịp nhạc. 1 2 1 2. Tiết bụng chặt. 4 3 2. Tay đẩy lên. Vỗ ở dưới. 4 3 2. Lặp lại. Tiết chặt bụng vào. 4 3 2. Tiếp. Thẳng lưng. Bụng ở trong. Tiết chặt rốn lại. Giữ cuộc sống thẳng. 4 3 2. Và hai bước sang bên phải. 1 2. Hai bước sang bên trái. Hai bước sang bên phải. Hai bước sang bên trái. Dậm chân tại chỗ. Cao gối lên. Bầm băng tần tần.
Tiếp tục. Tiếp tục dậm chân. Cao gối. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Rồi, động tác mới nào. Xì giờ. Từng chân về phía trước. Chậm rãi. Phải, trái. Ngả người về phía trước. Phải, trái. Nắm chặt tay. Thẳng lưng. Thêm tay. Đóng, mở ở phía trước ngực của mình. Khi mình mở tay ra, mình gồng chắc vai vào ngực để cho cái tay nó đúng ngang vai. Các bạn tránh không bị bẻ quặt tay về sau như này. Nhiều bạn tập scissor mình hay thấy bị thế á. Rồi, tiếp tục. 8, 7, 6, 5. Mình có động tác reverse lăng, bước từng chân về phía đằng sau. Bước chân, bước và về. Bước, bật nhảy burpee, bật nhảy về sau và lên, lặp lại. Xuống và lên, xuống và lên. 1, 2, 3, tiếp. Xuống và lên. 1, 2, 3, giỏi lắm. Lần nữa. Tay đầu. 1, 2, 3. Rồi, dậm chân nào. Rất là hợp lý. Chuẩn bị. Xì giờ. Chân phải trước. Phải, trái. Khi mình xì giờ, mình dồn trọng tâm về phía trước. Vươn người dài về phía trước. Và kéo dài thẳng chân sau ra. Nếu thẳng chân sau ra như này, khoảng cách giữa hai chân xa nhau. Tan. Kết hợp thêm tay vùng. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Một chút nữa thôi. Tiếp tục, chạy cao gối nhanh. Hai knee run nhanh. Nhanh. Sprint luôn. Nhanh hơn. Cao gối lên nào. Nữa. Bước chân trái về sau, reverse. Burpee. Bật nhảy. Chân về sau, lên. Lặp lại. Reverse. Burpee. 1, 2, 3. Tiếp. Tay đầu. 1, 2, 3. Lần nữa. Tay. 1, 2, 3. Scissor. Kéo dài tay chân ra nào. Khoảng cách giữa hai chân rộng. Vươn người về phía trước. Nắm chắc tay lại. Phần thân trên vững. Cố định. Gồng người lên như một bức tượng. Bức tượng biết nhảy ha. 1, 2, 1, 2. Bốn, ba, hai, một. Dừng. Tuyệt. Good. Có nhạc vào vui ha. Tiếp này. Hai chân mở rộng nào. Hít vào, vươn tay lên trên cao. Thở ra. Thu tay xuống phía dưới. Hạ phần mông xuống. Và mình chống tay. Vặn người. Đổi bên. Hai lần nữa. One more. Vặn người. Rồi và mình lên. Nào. Chạm tay vào mũi chân. Thở ra. Lặp lại. Thở ra, siết cơ bụng, tay chạm vào mũi chân. Thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít. Tiếp. Tiếp tục. Tay chạm vào mũi chân, siết bụng lại. Rồi, đấm, đá, đấm. Jumping jack. 4, 3, 2, làm lại. Đá, đấm thẳng. Đá chân về phía trước, kết hợp đấm. Tay nọ chân kia. Again.
go, bam, 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 tay lên, nữa nào, đấm, 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 hai lần nữa, bam, bam, tan 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 lên, one more, four, three, two, chạy tại chỗ. Sẵn sàng đến với động tác khó hơn nha. Chúng ta sẽ bật nhảy về phía trước. Tăng 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 tăng. Gót chân được vào mông đâu. Đập hẳn. Không chạy một nửa mùa nhá. Đập hẳn hoi này. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bật nhảy lên. Bật nhảy. Bật về. Chạy tại chỗ. Làm lại. Bật nhảy. Bật về. Chạy tại chỗ. Again. Bấm bấm bấm. Bấm bấm bấm. Nữa nào. 2, 3. Two more, two more. Hạ mông xuống sâu, thẳng lưng lên. Rồi, đá chân. 4, 3, 2. Jumping jack. Nữa luôn. 4, 3, 2. Hết rồi. Hít vào, đưa hai tay lên cao. Thở ra, thả người xuống. Cuộn lưng, chung gối, vươn người lên. Tuyệt vời, rất là tốt. Đấy gọi là aerobic, rất là nhẹ nhàng. Bây giờ là phần tiếp theo của aerobic. Nó là tập một chút strength, một chút squat, một chút sumo squat. Nào, hai chân mở ra, ngồi xuống tư thế squat. Mở đầu gối ra ngoài, ấn mạnh gót chân xuống. Đúng rồi. Hít và thở. Hít và thở. Xuống và giữ ở dưới. Nhấp nào, nhấp theo nhịp nhạc. Bấm, tăm, tan, tan. Bấm, 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 bấm. 4, 3, 2. Đứng lên và nhấp lại nào. Nhấp lại. Hoặc mình có thể giữ nguyên. Đoạn này rất là hợp giữ đúng không? Và bước qua bên phải 4 bước. 4, 3, 2, 1. Đi về. Đẩy mông về phía đằng sau. Thẳng lưng mở ngực. 2 lần nữa. Và 1. Come back. Go. 4, 3, 2, 1. And come back. Hướng đầu gối ra ngoài. Nhấn gót chân xuống. 2 lần nữa. Và 1 lần. Rồi giữ ở squat. Và đứng lên. Nhịp 22. Xuống. Hít. Lên. Thở. Mở đầu gối ra ngoài. Hạ phần mông xuống sâu hẳn. Xuống phía dưới chân của bạn. Đúng. Lặp lại. Hít. Và thở. Hóp quả mông vào nào. Hít. Thở. Thẳng lưng và mở ngực. Hóp chặt mông lại. Ở phía dưới ổn không mọi người? Bạn này ok đúng không? Nhẹ nhàng và nhấp nào. Nhấp. Vô rồi, vô rồi. 4, 3, 2. Kết hợp bước chân sang. 4, 3, 2. Thêm 2 lần nữa. 2 lần nữa. Và 1, đi về. Bấm, 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 bấm. Yeah. Come back, come back. 4. Lần này bước 2 lần thôi. Và 2 lần quay trở về luôn. Để chúng ta quay trở về chỗ cũ. Tốt. Và đứng lên. Trả lại chân. Xoay hông, xoay hông. Rồi. Đến với bài tiếp theo. Mình sẽ có những cái động tác dậm chân tại chỗ. 1, 2, 1, 2. Cao gối lên nào. 4, 3, 2, 1. Bước. 2 bước, 2 bước,
1, 2, 3, 4, 2 step, bước vào trụm. Vào điệp khúc chúng ta crab walk, chạy nhảy sang, chạy. Rồi, jumping jack, đổi bên. 1, 2, 3, 4, jumping jack, come back. 1, 2, 3, 4. Tốt, nâng cao và khó hơn này. Chạy sang đây, jumping jack xoay người, xoay qua, xoay qua. Xoay qua bên này, bên trái, bên phải, đúng. Xoay qua bên phải, phải, trái. Xoay qua bên trái, trái, phải, dậm chân tại chỗ. Quay trở về vị trí chính giữa của mình nha. Kết hợp vỗ tay nè. 1, 2, 1, 2. Tiếp. Cao chân lên, cao chân lên. 1, 2, 1, 2. Tân. Bài này cố gắng không cho nhịp tim lên quá cao. Nó chỉ giữ nhịp tim ở mức trung bình của các bạn thôi. Và chạy phải, trái, nhảy từ bên này sang bên kia. 1, 2, 1, 2. Tân. Chấm gót chân về phía đằng sau. Sẵn sàng. Crab walk, chạy sang bên, chạy. Xoay mặt qua bên phải, phải và trái. Chạy, xoay mặt, trái và phải. Bum 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 bum. Tân. Nữa luôn. Tiếp. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tàn. Dậm chân tại chỗ nào. Hey. Cho xem tí biểu lộ cảm xúc. Mặt ngầu đét à. Hey. Ê, nghe kỳ quá. Hey. Cứ phải hay mới được ấy. Không hay không được đâu. Hay cho vui. Rồi, chúng ta chỉ còn đúng 2 bài nữa thôi. Skater nha mọi người. Nhảy từ bên này sang bên kia. Nhảy. Vung tay. Tay còn lại đánh ngang vai theo nhịp nhạc nào. Đúng. Bắt nhịp của chị. Đúng rồi. 1, 2. Bam. Vòng tay, tiến lên. Lùi xuống. Xoay tay vòng tròn. Đầu gối trùng mềm nhẹ nhàng. Trùng mềm. Vòng tròn hẳn cái tay vòng rộng biên độ động tác lần nào. Ê Jack, vẫn là nó. Chạy tại chỗ. Ê Jack. 4, 3, 2, 1. Chạy. Tiếp. Chạy. Tiếp. 4, 3, 2, 1. And run. Together. Tân. Tay ngang vai. Mông về sau. 4, 3, 2. Xong. Hít thở. Chờ vòng số 2. Ổn không? Tại vì ban nãy các bạn yêu cầu là nhạc phải cháy nha chị. Mình chọn nhạc không bản quyền đấy. Mãi mới có một cái bài cháy như thế luôn. Xếp nó ở phía cuối cùng cho nó hợp. Bắt đầu skater. À, từ. Cái này. Jump. Thu về theo nhịp. Bum. Thu về. Tập lại. Jump squat. Bum. Chạy. Bên này qua bên kia. Skater. Phải. Trái. Mình hãy nhảy hẳn lên. Có cái độ hop. Hop. Hop là nhảy lên ý. Xoay vòng tròn tay. Hết biên độ tay nhá. Không chơi được cái tay như này. Như này nhá. Vòng tròn rộng ra. Siết bụng lại. Eject. 4, 3, 2. Chạy tại chỗ. Chạy nhanh. Lại. 4, 3, 2, 1. Chạy.
Tiếp tục luôn. Chạy. Nữa. Chạy. Together, together. Nói nhịu. Nhịu. Together. Hey, hey. Tăm, 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 tăm. Thế rồi. Yeah. We done. Chỉ còn đúng một bài nữa thôi. Và bài này là bài tập crawl. Hết rồi. Nào, mình sẽ vào vị trí plank. Mình cùng chống tay chéo nhá. Xoay mặt chéo về phía hướng này đi. Hai tay chống thẳng dưới vai. Hai chân mở rộng bằng hông. Và tư thế bear crawl. Đầu gối chống thẳng dưới hông. Hai tay chống thẳng dưới vai. Giữ chắc cơ bụng lại, đẩy dồn lên. Bước tay phải chân trái về trước. Thu về. Tay trái chân phải. Thu về. Tăm. Tăm. Bước. Thu. Người tạo thành một đường thẳng. Lưng tạo thành một đường thẳng. Hai lần nữa. Và một chọc chân sang ngang. Kick through. Thu về. Kick through. Thu về. Đạp gót chân sang ngang và hạ gót chân xuống thẳng giữa xương hông của mình. Hai lần nữa. Một lần nữa. Và giữ ở đây. Hầu. 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 Một chút thôi, một chút thôi. Rồi, mình bật ngửa ra nào, ngồi. Hai chân đặt chéo à? Đặt ngang đi. Ngang nhá. Rồi, mình cùng nằm xuống nào. Bắt đầu. Xuống, lên đấm tay trái. Xuống, lên đấm tay phải. Down. Up. Down and up, tiếp tục mọi người. Down and up. Làm tiếp ha. Gập lên 3 lần. 3, 2, 1. Giữ nguyên và vặn người qua bên. 4, 3, 2. Hạ xuống và lên nhá. Xuống, lên, làm lại một lần nữa. Xuống và lên, rồi vặn người qua bên. 4, 3, 2. Làm lại. Xuống, lên. Xuống, lên, phải, trái, phải, trái lần nữa. Ngả người về phía đằng sau. Bốn, ba, hai, một, tiếp tục. Lên, xuống, lên, bốn. Ba, lật người lại bên này. Bia kho, tay phải chân trái. Thu về. Tay trái chân phải. Chọc chân sang ngang, kích thu về trước. Đổi bên. Lặp lại, tiến về trước. Bắt đầu. Bốn. Ba. Đầu gối không chạm đất và cố gắng giữ cho lưng tạo thành một đường thẳng. Cái mông hạ xuống, chọc chân. Hết rồi. Ok, ngồi. Thả lỏng lưng. Hết bài. Nhịp tim của mình giữ ở mức 130. Đẹp luôn. Nếu mà nhịp tim cứ 30 phút ở mức 130 là mình sẽ đốt được khoảng tầm 150-200 calo. Và nếu mà mình tập thêm kiểu một tiếng á, là nó rất là ok luôn đấy. Nó sẽ đốt khoảng tầm 250-300 calo. Giãn cơ mọi người. Hai tay mở rộng, hít vào. Siết cơ bụng nghiêng người qua bên phải. Tay này chạm xuống dưới chân. Tay còn lại đưa lên trần nhà, mở căng lồng ngực ra. Rồi nhẹ nhàng với tay này về phía góc tường bên phải. Úp vai xuống, úp hông xuống. Giống như có ai nắm tay mình kéo về phía trước. Đúng rồi. Và chạm tay này xuống dưới chân. Cúi đầu xuống, chạm ngực vào sát đầu gối. Cảm giác như là mình vặn cái người xuống nhá. Lên nào, cuộn người lên thật chậm, cong vòng cái lưng, siết cơ bụng, nghiêng qua bên phải, tay phải chạm đùi, tay trái ở trên trời. Bắt đầu với tay về phía góc nhà, úp hông, duỗi thẳng cả hai chân ra,
Và mình lên nào, mọi người lên. Up. Rồi, hai chân mở ra, ngồi xuống tư thế Hindi squat nhá. Xuống nào, mở đầu gối ra ngoài. Khỉu tay ở phía trong của gối, dồn trọng tâm phải, trái, phải, trái. Và đưa tay phải lên trời, tay trái chống ở đây. Hít vào, mở tay phải lên trời. Hướng lồng ngực ra. Hít một hơi thật sâu, cảm thấy khoan khoái và dễ chịu lắm luôn. Và hạ xuống. Change. Hạ xuống. Rồi, mũi chân hướng về trước. Duỗi thẳng chân ra. Hai tay chạm đất, vươn dài lưng và ngực. Căng chân. Sau đó trùng đầu gối nhẹ lại. Cuộn từng đốt sống lên. Từ tốn. Từ tốn. Oh, bạn người nào. Phải. Trái. Đưa tay về phía mình. Nắm tay. Cái gì ấy nhở? Cái gì mà hãy đưa cái gì hãy nắm, hãy đưa tay đây bạn nhé nhở, đúng không? À, đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Ừ, đúng rồi đấy, ý mình là thế. Tay lên là hít à, và thở ra, gối trùng, lặp lại, lên hít sâu, mở căng lồng ngực và trùng gối, cuộn cột sống, thở, nhớ trùng gối để bảo vệ thắt lưng an toàn nhá. Gối trùng lưng thẳng. Hết rồi. Vậy là chúng ta đã kết thúc xong bài tập aerobic của ngày hôm nay. Cảm nhận của ngày hôm nay như nào? Quá đã luôn. Đã là như nào? Đã là phê á. Ôi, thế em thấy thế nào? Chứ vui, nghe nhạc vui và nhảy theo nhạc ạ. Ừ. Cảm giác khi mà mình tập theo nhạc và nhảy thì nó sẽ vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều so với mấy bài tập cơ mà kiểu dằn dứ, tập đi tập lại, tập đi tập lại đúng không? Nhưng mà những bài cơ thì nó có cái tác dụng của nó. Vì thế nên là khi nào mà tập cơ thì chúng ta sẽ vẫn tập giant set như bình thường. Còn những hôm nào mà tập tim mạch thì hãy ưu tiên những bài tập như thế này. Vui vẻ, thoải mái và dễ chịu, không cần phải quá làm khổ chính mình. Ok, vậy hẹn gặp mọi người trong bài tiếp theo, ngày tiếp theo. Và có thể tới Inspire Boutique Fitness để tập trực tiếp cùng với bọn mình nhá. Bye.